Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tiết lộ từng khóc suốt đêm, mất ngủ sau ly hôn. Xuất hiện trong chương trình Khu Vườn Hành Âm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã có những chia sẻ về những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc sống. Mở đầu đêm nhạc, ca sĩ Phương Thanh đã tái hiện lại Nhật ký của mẹ. Một trong những nhạc phẩm làm nên tên tuổi của Nguyễn Văn Trung khiến cha đẻ của ca khúc rơi nước mắt vì xúc động. Với ca khúc Con đường mưa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tiết lộ trước khi ca khúc này tới tay Cao Thái Sơn thì anh đã gửi cho một công ty khác. Đơn vị này đánh giá ca khúc không cao trào nên đòi Nguyễn Văn Trung giảm giá từ 3 triệu đồng xuống 2 triệu đồng. Vì lời nhận xét không đúng với tâm huyết của mình, anh quyết định không bán. Năm 2007, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tình cờ gặp ca sĩ Cao Thái Sơn vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và tìm đến anh để mua nhạc. Lúc đó, nam nhạc sĩ đã bán cho đàn em 3 ca khúc, Con đường mưa, Pha lê tím và Tình yêu trở lại. Sự nổi tiếng của 3 ca khúc đó đã góp phần lớn đưa tên tuổi Cao Thái Sơn đến gần hơn với khán giả. Nguyễn Văn Trung chia sẻ thêm, anh viết Con đường mưa trong lần đón bạn ở Long Xuyên lên thành phố Hồ Chí Minh chơi vào một ngày mưa. Tôi mặc áo mưa đến đón nhưng hai đứa lướt qua nhau chưa nhận ra vì lúc đó mới có dịp gặp. Tôi chỉ thấy một cô gái mặc váy trắng, rất xinh đứng trong mưa, nam nhạc sĩ kể lại. Và chính cảnh tượng đầy lãng mạn đó đã cho nam nhạc sĩ cảm hứng để sáng tác nên bản hit đình đám. Với mùa đông không lạnh, Nguyễn Văn Trung thừa nhận nhiều người bất ngờ vì không nghĩ đây là ca khúc do anh sáng tác. Anh cho biết đây là bài hát thứ hai trong sự nghiệp viết nhạc và từng bị chê dở nên anh đã để sang một bên. Đến năm 2008, khi tên tuổi Nguyễn Văn Trung được chú ý, một người đã liên hệ hỏi mua ca khúc mới. Tôi viết không kịp nên không có bài mới. Tôi nói chỉ còn ca khúc cũ. Khi nghe mùa đông không lạnh, người ta lấy luôn chứ không cần nghe lời vì tựa bài rất lạ, anh kể. Đến với ca khúc hôm nay anh rất mệt, Nguyễn Văn Trung tiết lộ đây là MV đánh dấu cột mốc trong cuộc đời của anh. Bởi đây là đứa con ra đời vào thời điểm anh buồn bã nhất sau ly hôn. Năm 2020, tôi vừa ly hôn được vài tháng nên cảm xúc lúc đó rất cô độc. Trong căn phòng của mình, tối nào tôi cũng khóc. Không phải tôi muốn khóc mà cứ nằm xuống là nước mắt rơi vì thấy mình cô độc, bơ vơ và nhiều gánh nặng quá. Những gì tôi đang có trong phút chốc bị mất hết, nam nhạc sĩ kể. Đó cũng là quãng thời gian Nguyễn Văn Trung mất ngủ suốt mấy tháng trời vì những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu không thể nào khiến anh yên giấc. Lắng nghe tất cả những tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca sĩ Phương Thanh hài hước, em xứng đáng được con gái bỏ rơi. Nếu hạnh phúc quá thì em sẽ không sáng tác được và khi em hạnh phúc sẽ làm mất đi cảm xúc của em. Nghe vậy, nam nhạc sĩ cũng thừa nhận khi tôi trải qua một chuyện gì đó rất buồn thì mới có cảm xúc để viết. Minh Hoa, T, hát theo VTC, thanh niên.